Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các chị và các bạn cái cách làm đá me làm sao cho đặc biệt hơn nha. Đá me của mình ngày hôm nay chia sẻ thì không có tầm thường đâu. Nó có sự kết hợp của cái hạt đác nè, mít tươi, thơm và có cái mít chùm ruột nữa đấy ạ. Nâng cấp cho cái món đá me của mình nó ngon hơn, đặc biệt hơn. Nếu mà các chị và các bạn có ý định làm cái đá me làm sao cho hấp dẫn thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay nha. Đảm bảo với cái chia sẻ này sẽ làm cho các chị và các bạn cực kỳ hài lòng. Nước đá me của mình uống lạ lạ nhưng mà cực kỳ quen luôn nhé. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 1,5 kg me. Cái me này là me cục ha, mình mua về mình cân được 1,5 kg. Kế tiếp thì mình sẽ có 500g mít chùm ruột. Rồi ở đây thì mình sẽ có 1 kg hạt đác, 1 kg mít thái mình đã bóc vỏ rồi ha. Bên đây thì mình sẽ có 1 kg 8 trái thơm mình đã bóc vỏ ra, mình đã cọt vỏ ra rồi. Mình có đậu phộng nè, có mè trắng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế cái hạt đác này trước. Hạt đác này thì mình mua về á, hạt đác tươi nên là ở ngoài nó có rất là nhiều cái chất nhớt nhớt của cái hạt đác và nó có cái mùi không có được thơm á. Thì bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch nhiều lần với nước nha. Sau khi mà mình rửa sạch nhiều lần với nước rồi thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái nồi nước và mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng canh muối. Ở trong đây có tầm 2 lít nước nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái hạt đác này vô mình nấu. Mình nấu qua muối như thế này sẽ có tác dụng loại bỏ đi hết tất cả những cái nhớt của cái hạt đác này. Và sau khi mà nó sôi thì chúng ta sẽ luộc tầm 10 phút là sẽ được nha. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ rửa sạch và mình sẽ để ráo cái hạt đác này. Và đó là cái khâu sơ chế cái hạt đác rất là hiệu quả luôn đấy ạ. Rồi kế tiếp thì mình sẽ bắt lên bếp 3 lít nước. Mình nấu cho nó sôi lên và bây giờ thì mình sẽ thả cái phần me cục vô đây. Cái phần me cục này thì lưu ý rằng các chị và các bạn nên lựa những cái cửa hàng uy tín hoặc là cái me cục mà người ta làm tại nhà thì nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn là mình mua ở cái những cái nơi không uy tín nha. Bây giờ thì mình sẽ nấu sôi lên cho tầm 5 phút. Trong lúc đó thì cái trái thơm này mình cũng đã rửa sạch để ráo rồi thì bây giờ thì mình sẽ băm nhuyễn ra. Các anh chị và các bạn sẽ xắt lát ra như thế này, rồi mình sẽ xắt nhuyễn thêm một lần nữa. Làm như vậy thì các anh chị và các bạn ăn á, thì nó có cái thơm của mình rim ở trong đó nó sẽ ngon hơn là bằng cái cách mà anh chị băm nhuyễn và xay cho nó nát ra hoặc là mình nạo nha. Ở đây á, thì mình sẽ cắt mỏng, thật là mỏng và mình sẽ cắt ra như thế này. Thì khi mà các anh chị và các bạn xên á, thì mình vẫn còn ăn được, cảm nhận được cái độ dai dai và độ thơm của trái thơm của mình. Ở đây á, thì mình sẽ chia ra hai giống như là các anh chị và các bạn làm hơn một nửa là xắt miếng như thế này, còn một nửa còn lại thì mình sẽ băm nhuyễn như thế này rồi mình cắt cho nó nhuyễn ra nha. Ở đây thì mình sẽ làm như vậy để có những cái mùi thơm của trái thơm nè, và đồng thời là mình sẽ giữ lại được cái độ dai dai của cái miếng thơm khi mà mình ăn để mình có thể cảm nhận được nha. Ở đây mình có 3 trái thì một trái mình sẽ băm nhuyễn như thế này và 2 trái thì mình sẽ xắt lát mỏng nha. Mình bỏ cái cuống đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ băm nè. Các anh chị và các bạn nhìn thấy mình băm không ạ? Đó thì mình cứ băm như vậy đó. Rồi mình sẽ xách trên tay như thế này cũng rất là nhanh nha. Mình không có nạo mà mình băm như thế này nha. Nạo thì nó mất cái chất của cái trái thơm quá, nên mình lấy được nhiều nước thôi chứ mình không có lấy được cái sơ nhiều. Rồi cái hạt đác này sau khi mà mình để ráo rồi thì mình sẽ ướp vô đây là 400g đường. Rồi cái phần thơm này thì mình sẽ ướp vô 600g đường nha. Mình ướp như thế này để cho cái phần thơm của mình nó sẽ có cái vị ngọt và vị ngọt thanh hơn, và cái hạt đác của mình nó cũng sẽ thấm được. Và mình khi mà mình ăn đó, thì cái hạt đác của mình bên trong nó sẽ ngọt ha. Và mình sẽ trộn đều lên và mình ướp ở đây tầm 1 tiếng. Cái món này thì làm nó hơi lách cách một chút xíu, nhưng khi mà các anh chị và các bạn có thành phẩm rồi thì uống rất là tuyệt vời luôn. Và cái me của mình sau khi mà nó sôi á, thì các anh chị và các bạn luộc nấu tầm 5-10 phút để cho nó ra hết cái tinh chất của me. Và mình sẽ luộc ra bằng cách là mình sẽ rây qua cái rổ như thế này để lấy hết tất cả những cái thịt của me ha. Và mình bỏ cái hạt me đi. Cái khâu này thì làm cũng rất là lách cách, nên là các anh chị và các bạn phải khéo léo và bình tĩnh một chút xíu. Và khi mà các anh chị và các bạn luộc hết rồi thì mình cho thêm 1 lít nước nữa để mình luộc hết tất cả những cái thịt còn sót lại. Tại vì khi mà các anh chị và các bạn luộc qua như vậy thôi thì mình không có lấy hết được cái thịt đó, thì mình pha thêm 1 lít nước nữa và mình sẽ bóp đều như thế này. Lưu ý rằng lúc này mình đeo bao tay vô để cho nó không có bị dính vô tay của mình á. Rồi mình sẽ luộc ở đây là 3 lít nước nấu với thêm 1 lít nước là mình luộc thêm nữa nha, là tổng là 4 lít nước.
Rồi bây giờ thì cái phần me mình đã luộc xong thì mình sẽ cho vô đây là tầm 2 kg đường. Các anh chị và các bạn đừng có thấy là mình cho quá nhiều đường nhưng mà không có đâu, tại vì cái lượng me như thế này nó rất là nhiều, nó rất là chua nên là mình cho tầm 2 kg đường là ngon. Rồi mình sẽ cho một muỗng canh muối nữa nha, để tăng lại cái vị ngọt của cái vị chua chua ngọt ngọt của cái phần me này. Đó, bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên. Lúc này thì cái nước me này nó còn ấm ấm á, thì cái đường nó tan rất là nhanh luôn. Rồi quay qua khi mà các anh chị và các bạn tan đường rồi thì mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ tiến hành mình nấu nha. Đó, và khi mà mình nấu thì mình cứ để lửa trung bình. Quay qua thì mình cũng sẽ bắt thêm một cái bếp nữa, mình cho cái phần thơm á, hồi nãy mình ngâm được một tiếng, mình tiến hành mình xên ha. Vì sao là mình không có trộn chung vô mình xên một lần, mà mình phải xên riêng như thế này. Tại vì mình xên riêng như thế này thì cái hạt đác và cái hạt thơm của mình nó không có bị nhuộm theo cái màu của me, và nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi khi mà các anh chị và các bạn xên á, thì chúng ta cũng sẽ cho cái hạt đác vô và mình xên luôn nha. Đó, mình cứ xên từ 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 từ. Và trong cái phần hạt đác á, thì mình sẽ vớt cái hạt đác thôi. Còn cái nước đường này á, thì các anh chị còn cái phần nước đường còn lại nè, các anh chị và các bạn sẽ đổ vô cái hỗn hợp nước me nha. Nước me mà mình đang xên á, mình cũng sẽ đổ cái nước đường này vô luôn, để tăng thêm cái vị ngọt cho cái phần me này. Tại vì cái lượng đường á, và cái lượng đường mình cho vô á, thì nó cũng không có ngọt lắm đâu, nên là mình cho thêm cái nước me đó. Tại vì khi mà các anh chị và các bạn xên xong rồi mình cũng trộn đều vô à, mình nên là các anh chị và các bạn đừng có lo lắng nha. Và khi mà nó sôi lên như thế này rồi, chúng ta sẽ vớt bỏ những cái bọt này đi nha. Mình vớt bỏ cái bọt này đi và mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình nấu riu 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 cho nó sánh lại một chút xíu nha. Và lưu ý rằng trong quá trình mình xên á, thì chúng ta sẽ lâu lâu mình sẽ đảo một lần, để tránh trường hợp cái thịt của me nó lắng xuống và mình nấu nó sẽ bị khét nha. Đó, mình cứ lâu lâu mình đảo một chút xíu. Rồi bây giờ thì mình nêm lại thì mình cảm thấy nó hơi chua, nên là mình sẽ cho thêm một chút xíu đường vô đây. Thì các anh chị và các bạn tùy vào gia đình của mình thì mình cứ cho cái lượng đường canh chỉnh lại nha. Nhưng mà mình cảm thấy lượng đường như thế này thì nó vừa với so với cái lượng me mà mình cho vô đó, nên là mình sẽ cho thêm đường. Rồi mà mình nấu riu riu ở trên lửa nhỏ có tầm 40 phút nha. Kế tiếp thì mình sẽ cho thêm một chút xíu muối vô đây, vô một cái chảo. Trong quá trình đó thì mình sẽ đi rang đậu phộng. Muối vô đậu phộng này. Thì cái đậu phộng thì các anh chị và các bạn nên cho nhiều một chút xíu, tại vì cái đặc biệt của đá me thì khi mà mình ăn á, mình nhai cái độ của đậu phộng á, thì nó rất là ngon. Và khi mà mình rang vàng rồi thì mình sẽ bỏ vô cái rổ và mình sẽ rây như thế này. Và đây là cái cách mình rây, mình loại bỏ cái vỏ của cái hạt đậu phộng rất là tốt luôn. Và lưu ý rằng mình chỉ rang cho nó vàng ở ngoài và bên trong nó giòn như thế này là được rồi. Đó, mình cứ rây và ở dưới mình hứng cái chảo là mình sẽ loại bỏ đi hết được những cái vỏ. Rồi kế tiếp thì bên cạnh đó thì mình sẽ làm thêm một bước, đó là mình rang cái hạt mè. Hạt mè thì mình sẽ cho chảo nóng và mình cho vô và mình đảo đều tay cho tới khi nào mình cảm thấy hạt mè của mình nó vàng như thế này là mình sẽ tắt bếp nha. Vậy là mình đã xong cái phần đậu phộng và mè rang. Quay qua thì cái mít đác và cái me của mình cũng đã rim được một thời gian rồi đó. Thì đó, thì các anh chị và các bạn cứ nấu sôi lên rồi mình cứ quay qua mình làm những cái khác. Rồi sau khi mà sôi thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình rim trong vòng 30 phút để cho cái phần đường nó thấm vô cái phần me ha, phần thơm á. Rồi đối với cái phần mít thì mình sẽ xắt sợi như vậy. Và sau khi mà mình rim được 30 phút rồi, cái phần mít mình xắt sợi á, thì các anh chị và các bạn sẽ cho vô. Và mình khi mà các anh chị và các bạn cho vô thì mình chỉ cần đảo qua cho cái phần mít này nó tái đi. Và cái mít của mình xên trong cái nồi, trong cái chảo này tầm 5 phút là mình sẽ tắt bếp luôn nha. Mình không có xên quá lâu, tại vì xên quá lâu thì cái mít của mình nó sẽ bị rụt ra và nó sẽ không còn ngon nữa. Đây là mình chỉ xên cho tới khi nào mà cái mít của mình nó tái đi, để cho mình bảo quản được lâu thôi và nó giữ được cái độ thơm. Rồi quay qua là cái nồi me của mình đã rim được 40 phút rồi. Lúc này thì mình cảm thấy rằng nó đã sánh sánh rồi đó, thì mình sẽ tắt bếp nha. Và cái thời gian này là mình cảm thấy vừa rồi nè. Sau khi mà mình tắt bếp rồi á, thì mình sẽ cho một lớp hạt đác nè, khóm nè và trái mít á, mình cho vô. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho cái mít chùm ruột. Cái mít chùm ruột này thì mình có chia sẻ ở cái video trước đó. Nếu mà bạn nào chưa biết cách làm sao để có cái mít chùm ruột á, thì có thể tham khảo cái video đó của mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hết cái chùm ruột vô rồi mình trộn đều lên. Và sau khi mà mình trộn đều lên rồi nè mọi người, thấy không ạ? Cái me của mình á, sau khi mà mình rim á 40 phút thì mình tắt bếp, thì cái me của mình nó rất là sánh lại và nó không có bị lỏng bỏng đâu. Và khi mà mình ăn á, thì mình sẽ cho thêm một ít me là như thế này. Và cái cách pha thì các anh chị và các bạn sẽ cho vô một cái ly như thế này, một cái lượng đá me vừa phải, rồi mình cho thêm nước đá vô là mình có thể thưởng thức rồi. Mình không có cần phải cho quá nhiều nha.
Đó, và các anh chị và các bạn cứ canh chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của mình. Khi mà mình cảm thấy nó ngọt quá thì mình cho thêm một chút xíu nước, còn không thì mình cứ ăn từ từ để mình cho cái lượng, cho cái đá nó tan ra từ từ, rồi mình sẽ cho đậu phộng lên nha. Và đây là thành phẩm của mình là đá me mít đát. Cái này mình không biết gọi tên làm sao cho đúng nữa, nhưng mà mình nâng tầm đá me của mình lên để cho cái đá me của mình nó hấp dẫn hơn. Và đây là một cái món rất là thích hợp trong dịp Tết này, mình làm là mình đãi khách đó thì rất là hợp lý luôn đấy ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm đá me riêng mít đát. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một tinh thần kính của vợ nha. Rồi, kính của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.